Nè nè có lú luôn nè. Nguyên một bầy luôn. Ôi ơi, hai ba con luôn kìa. Bầy lớn bởi vậy. Đành trâu săn săn một mong chơi thôi. Ừ rồi. Lên đây giá đây. Nè. Ba con chuột không lẽ sáu tay bụm được. Lẹ bươi ra tay được rồi. Đó, đó nhúc nhích như đó. Lú đầu lên nè. Đây con bự nè, con bự nè. Đó. Lúa nó. Bự chưa? Bự đó bự chưa? Chưa lúa. Đó lúa 5 5 5. Lúa này lúa nhiều. Hai ba con luôn kìa. Lúa dữ lắm. Lúa này nóng luôn. Ôi giời ơi. Đang ổ. Còn nữa. Ấy, đó. Đó, lượm đâu con bự anh Châu ơi. Bự. Đâu méo con cục bự rồi. Được. Đó. Tao nắm cái đuôi nữa rồi. Con nào nữa không? Con kìa, con kìa. Con ngay ổ luôn nè. Ổ tụi con đây nè. Bỏ vô. Đó, hạ luôn con nắm. Dài chặt lại ra. Bự nắm đầu. Hết rồi, còn con bự không mày? Đó, con bự kìa. Nó đưa lưng, đưa lưng. Nhỏ. Rồi vậy là con bự nãy cái đuôi đó, lú cái đuôi. Ờ, rồi giờ bụng bự quá vậy là dí chuột được không? Trời ơi, dư sức dư sức anh ha. Thật coi trời cho đã rồi đủ thứ món rồi đi gặp nội đi này ta đó. Kêu à gì anh Châu làm chuột 7 món hả? 7 món chuột chuột nướng chiên nấu cháo nấu cháo môn hả? Gì chuột mà nấu cháo môn luôn hả? Ừ. Vô cái đồng rồi nè. Máy đâu? Máy nó lại tới liền. Năm ơi, Năm nay bắt chuột cũng có mận trăng luôn phải không? Nên năm anh nói mà bắt chuột không được là thịt trăng này luôn nha các bạn. Qua chừng mấy cái ổi này trái cũng nhiều ghê. Cái ổi này là trái bự lắm nha các bạn. Nè trái bự cỡ cái tô luôn đó. Đám nào em nói đám me trước nè hả? Vô được không? Đường nào? Cắt đám nào mày? Có đám đó như đang cắt đang chở đó. Nè có đám này nữa nè, đang máy xuống nữa. Đúng không? Giờ chạy vô bờ đậu hả? Đi bộ qua hả? Ừ, đi này xuống nè. Rồi xuống đi. Vô đi lấy lòng ra. Qua nó dí cái đám trên đó đó. Đám đó chưa cắt kìa, còn đám. Ủa ai cắt trên đó nữa ta? Nhiều lắm, đây cắt nhiều lắm. Bạn để coi coi, mai chứ tỉnh. Làm gì vậy? Vậy ăn hạ luôn cả. Chạy. Đâu? Khu này có chuột nè. Nó làm gì? Khu đó không có đúng nhiều đâu. Khu này nè mới nhiều. Nào anh Châu nói khu nào? Khu đó. Xuống đi. Rồi gì xuống hả? Wow, cái cỏ này đẹp lắm nha các bạn.
Hello, chào các bạn nha. Hôm nay anh em mình đi bắt chuột nha các bạn. Nay bà con phóng lúa cũng gần hết rồi. Giờ còn có được một hai đám ruộng này nè. Một hai đám này bữa nay người ta cắt nè. Rồi anh em mình đi theo máy cắt để mình bắt chuột. Quay cái cách bắt chuột trải nghiệm cho các bạn cùng xem nha. Nay tay mình thì cũng y như mọi lần thôi. Cũng có anh Châu, anh Năm rồi Mãi nha các bạn. Đó mình đã tuốt ngoài lộ á, ngoài xa xa đó, mình đi bộ vô tới đây chắc cũng cỡ hai cây số rồi. Mà chưa có, mới được có nửa đường tới cái đám ruộng mình cần bắt nha các bạn. Giờ trước mắt á, có một cái xe máy phóng lúa đó, ở từ xa xa mình nhìn đó, đây chắc lại đó chắc khoảng hai cây số nữa đó. Mình đi bộ lại đó, cái đám đó người ta cắt lúa trước. Còn cái đám mình đứng sát bên mình nè, chút nữa người ta mới cắt sau nha. Này máy cắt đang tới nha các bạn. Máy cắt này là cắt dòng thứ hai rồi. Thò không lo thì chết. Ai vậy Năm? Năm nói ai vậy? Nói chuột. Nói chuột hả? Có này có đó. Thôi thò không lo thì chết. Má này chuột đâu công nhận. Hôm nay mới thấy cái này dọc đầu mà có quá trời luôn. Chuột gầm giữa to rồi. Rồi hăng cùng luôn rồi. À, còn hả còn hả? Không tiếng lửa coi chừng tiếng lửa anh với giò á, nghe trong đó đó. Xuống luôn kìa. Mình đậu xe hả? Nghe chỗ mình đó. Bây giờ tỉnh chạy vô luôn rồi. Ừ. Tại nãy mình không dám chạy chứ mình chạy vô cũng được, bờ cũng cứng mà. Con chơi cục bự dữ. Rắc quá trời rắc luôn. Trời ơi cái hang nè. Hang bự ơi là bự luôn. Hình như thông qua đây luôn ha Vĩnh Châu ơi. Rồi, nè. Rồi Châu quốc nguyên cục đó là. Đó, ôi đuôi. Đuôi 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 đuôi. Ăn chuột. Đúng chuột. Chuột. Chuột hang rắn. Chuột. Cái đuôi dữ vậy? Cô chữ nhảy bên kia. Cô đất ném lại. Cô rắn ăn chuột tại cái đuôi bự dữ vậy? Lấy cái lòng lại. Chuột phải nó bị cái đó ăn này bít rồi nè. Chao chao nhét mẹ đó. Cô rắn ăn chuột em thấy bự dữ vậy? Chuột. Vậy ăn chuột bự lắm. Chuột này lúc này là chuột lúa này chuột bự mà. Chuột lộ quá. Nó mà ngon nào nó như trâu á. Có đó, đó đúng rồi. Trời. Lửa lửa không thấy nãy còn mấy con bự lắm. Con. Bự lắm bự lắm. Đó nó cậu đây nè. Nãy thấy cái đuôi khủng luôn mà. Em nó lại ngang. Lửa này về nấu con mẹ thầy. Phải vô luôn. Em luôn rồi. Rồi con được bự vậy bắt đầu vậy bên đám lúa bệnh hả? Ừ. Nãy đã đợi đủ chưa? Đợi mày đào cái đó ra để tao sắn từ từ cho. Trời ơi, để tao đào. Ngồi cho mày cứ dành không. Thằng đào thằng má, thằng đào được. Ồ, bởi vậy rồi người đào người bắt chứ vậy rồi đào bắt sao? Để nó đó. Ui được má nhủi. Nè nè. Nó đủ mẹ để người ta đào cho. Đó. Đủ. Đưa, không ba. Mày đào sao bắt để tao nhất. Đúng rồi, người đào người bắt chứ. Đó, đã nó tới từ từ, từ từ. Còn nó đào nó bè nguyên bè cái đầu nó chạy ra. Không có, tao đào miếng ông nội. Rồi từ từ thôi. Để tao móc, để tao móc từ từ tới. Rồi lấy tay móc luôn đi, khẩu giá nữa. Rồi đúng rồi, khẩu giá nó tung bên kia kìa, nó ngắt hà luôn Năm ơi. Ừ. Ê, ê, lú đầu. Nè, nè, con lú luôn nè. Nguyên một bầy luôn. Ừ, hai ba con luôn kìa. Bự bầy lên, bởi vì anh Châu sẵn sẵn một móng chơi thôi. Ừ, rồi. Lên đây giá đây. Nè, nè bánh luôn nè. Từ từ tới. Trời ơi, đút tay vô. Rồi đó, mới nắp. Trời phui ngược con mày. Phui ngược. Đẩy cho tao đi chùm cho xíu mà. Bự bự bự. Bự. Nó bay lại nè, nó còn lại 3 con nữa. Đó, lướp. U được ăn. U đi mẹ. Vậy. Từ từ mấy ơi. Ba ăn chuột không lẽ 6 tay bụm được. Lẹ bự ra tay được rồi. Đó, nhúc nhích nè đó, lú đầu lên nè. Đây con bự nè, con bự nè. Đó. Lứa nó. Bự chưa? Bự đó bự chưa? Chưa lứa. Đó lứa 5 5 5. Lứa này lứa nhiều. 2 ba con luôn kìa. Lứa dữ lắm. Đứa này nóng rồi. Ôi trời ơi. Đang ổ. Chết luôn. Còn nữa. Ê, sao không mở nữa. Đó, lượm đầu con bự anh Châu ơi. Bự. Đồng héo con cực bự rồi. Được. Đó. Tao nắm cái đuôi nữa rồi. Còn con nào nữa không? Còn kìa, còn kìa. Còn. Còn ngay ổ luôn nè. Còn tụi con này nè. Bỏ vô. Nó hạ luôn con nắm. Dài chặt lại ra. Nó nắm đầu. Hết rồi, còn con bự không mày? Đó, đó hết con bự kìa. Nó đưa lưng, đưa lưng. Nhỏ. Rồi vậy là con bự nãy cái đuôi đó, lú cái đuôi. Ồ, hết rồi. Nó
Năm làm gì anh Năm? Tắm hả? Tài cây. Giờ này tắm mát luôn á anh Năm. Mát trời, tắm sốt luôn á. Sốt gì trời nực mà. Ôi, anh em mình đói bụng chưa? Anh Năm có đem cơm nè, ăn cơm. Cái này mới có một cái hang nghe các bạn. Quá chừng luôn. Mới có một cái hang mà này đã hơn 10 con rồi nghe các bạn. Đó, nghe tiếng chuột con bển á. Vậy là này thông qua bển vậy đó, chặt chuột này luôn rồi. Rồi là con này luôn rồi đó. Nó chạy rồi. Con đâu? Đó. Không mày nghe bên mà. Chỗ mãi bên đó, đó. À, nghe chân anh Năm á. Nè nó thông qua mãi nè. Đó nghe chuột con kêu đâu quá trời vậy. Nè, trời ơi. Hàng hà luôn nè. Sáu, tám, 11 con, 13 con, 14 con, đây nữa nè, 14 con, đây còn đây nữa nè, 15 con luôn đâu, mấy dữ, còn đó không? Hết rồi. Nãy có anh Năm móc dưới đây sạch chưa nè? Hết rồi. Cùng rồi. Ăn qua đó, ra luôn. Mẹ mày, đã bắt hết, chém chém luôn. Đâu? Đâu nè. Nè. Nghe đi, kêu không nghe hả? Vậy là hai con chui vô đó. Ừ, chạy, má lại đi, nó chạy đi nè. Cắn nó từ từ, nó chạy nó đó. Con này chạy á, mấy con này á. Chớp, chớp cắn nha. Trời ơi, hai con á. Hình như hang đó cùng hả? Cùng hai con lại cùng quá. Còn con nữa không Năm? Hai con nằm. Còn con nằm dưới đó đó. Hấp lụ luôn. Đào đâu đâu nha. Nó lộn chết ché mà. Cắn bình ơi, trời ơi. Chưa, con ngách bên kia đó. Bên đó. Cái nó đang đang về nó cùng nó mới không nó lú đuôi chứ. Ừ, vậy là còn con nữa đó. Con chuột nó bự quá vô không nổi. Giống cái đuôi quá vậy. Mình nói sao mà nó kêu. Ơ à, nè nè, đu đít nè, đó. Ừ, trời. Kéo cái đu ra. Cùng nó mới cãi nhau, nó mới cắn lộn, nó giành đó. Nhúc nhích, liền, lượm liền. 4 năm con này trời. Mày chạy đâu. Cái chỗ này tao đang núp hả? Trời ơi, con này nó bự kìa. Rồi Năm quay lại, Năm quay lại. Ôi ôi. Con này nó bự. Có còn nữa không? Đủ mẹ ra cho chỗ tao núp rồi, đủ mẹ chung bò, chung ái mà cũng chung quay cái tầm tao tới. Bỏ đầu vô hả? Chết luôn mày, con bự. Bóp quá trời em liền bóp mượn. Sao cắn làm chết. Má này có bảy gầy, mẹ xá này dưới mùa không có. Có không? Thấy chưa? Thấy gì chưa anh Châu ơi? Nằm đống đất rồi, rồi. Nằm dưới đó đó. Má khổ ra, khổ dập rồi. Rồi bên đây hình như ổ chó gì. Có không? Nghe nó. Đó. Ôi. Quay. Dữ vậy? Nó rồi chạy ra nãy rồi. Chục mẹ đâu? Chạy ra nãy lại sang ơi. Ôi trời ơi, con bò lúc luôn. Bắt ra đây cháu. Chạy ra rồi. Chạy hết rồi. Chục mẹ ra rồi. Chạy nãy ra sang. Nằm hay nằm khúc cuối á. Cuối mà được hết á. Cuối gần hết á, nó gom lại á. Má có bóng một bể cho dưới.
chim quá chừng luôn nha các bạn. Máy phóng vừa chạy qua là chim quá chừng luôn. Sao lú đầu ra chưa? Không lo thì chết. Đó là nhiều con mày ơi. Đó. Đó. Bự mà. Ê, gì đâu? Trời ơi, chui hang nữa nè. Nó nhảy lại đây. Thấy con nữa, anh đâu cho qua bắt. Cầm lên sang, quay lại sang. Rồi. Con hả mày? Ừ. Đây chục bự lượm chục bự được rồi. Nó đùng đùng đất kìa, đùng đùng mất mẹ rồi đi. Đó, banh luôn đi. Đá đá anh cho. Một con. Được không? Má cỡ này nấu bằng thầy rồi. Con luôn. Hết nhịp luôn. Con có câu qua bên tỉnh không? Có. Hết nhịp luôn rồi. Đó. Tay mãi. Lưới nó còn chạy đó. Còn cái hang nè. Tay mày ơi. Tay mày dính không chứ đâu. Không. Ủa, tao chụp nó đâu? Ai dính vào tao mày? Tại đi. Chơi. Nó đạp. Nó đạp chuột mà nó không biết luôn. Mày quay lại mày. Quá. Wow. Anh đạp chuột chết mèo. Sao tự nhiên cái vô nhiều nhịp cái vô. Mấy hàng cháu gom được lắm nè. Con chuột nó hết thời thiệt luôn á. Giờ anh em mình về nha các bạn. Tình hình là nãy giờ đi bắt theo máy phóng lúa mà không có chuột nha các bạn. Mấy anh em chủ yếu là đi đào thôi. Bữa nay đi đào cũng được kha khá. Giờ mệt lắm rồi. Giờ này cũng tầm 1 giờ chiều rồi. Anh em mình ai cũng đói bụng hết ráo, lã người rồi. Thôi giờ anh em mình về. Rồi nè, thành quả của anh em mình nha các bạn. Sáng giờ đó đi cũng tầm 3 tiếng rồi đó. Này chắc cũng trên 3 kg chuột à. Chua nước hả mày? Cây chua nước này cũng là tự nhiên mọc ở mé kinh nha các bạn. Chắc chừng 2 buổi chứ gì mày. Lọc ra nó còn nhiêu đâu. Chú nước này là mọc và ở dưới kinh này là tự nhiên luôn nha các bạn, không ai trồng hết nha. Tự nhiên. Nó vậy cái gọt nó gọt sơ cái. Chưa đó được rồi. Vừa được 246 à, 66 này à. Tao. Thank you.
rồi. Anh phải thử một tay nó chứ. Nhà đâu ôm phải không? Rồi bên kia cái này lúa giống nha các bạn, thì cũng hay làm giống lại để xài vụ sau nè. Cái này được mấy bao chú hai? 10 bao không? 3 bao à. Ủa sao thấy đây nhiều quá mà? Còn cái này bên này 5 bao hả chú hai? Ủa gì hả? 3 bao sao nhiều dữ? Này chua nước nha các bạn. Mình bào vô rồi mình mở bếp lên luôn là mình ăn liền luôn. Chứ này mình không có nấu lâu được, nấu lâu là không ngon. Đúng rồi. Mình bào lên là vừa ăn luôn. Ủa, giỏ luôn. Lắp tự, có chè trắng không? Bỏ luôn. Có này đang nuốt sao vô đâu, bỏ bỏ bỏ. Cũng chưa, cũng giá chưa? Máy không? Giờ đó là phải bỏ ra cái tạo canh để nó bỏ ngang luôn, rồi có khi mình ăn nền. Rút ra tạo được ha. Chuột bự bự không trời? Bự gì mà chuột ở đâu bự bự không hả? Quá chuột bự không mà không dám gấp luôn á. Ờ. Sao đi chết đi mốt không? Mốt vậy? Cho nó ngồi xuống chứ. Ừ. Chấu luôn á. Cơm ăn dần cũng kê lại coi. Quá ngon, bào ra muối rồi thêm. Có sao anh kìa. Trời ơi, nó này đứng luôn rồi. Ngon quá Tiến ơi. Ngon quá trời bự. Cái nồi lẩu không? Cái này mình làm dữ không luôn á. Trong đó ta lấy cái nồi lẩu á. Chuột nấu mẹ hả? Mè chấm muối ớt hả? Cái nồi lẩu á. Ừ, đem rồi lẩu ra giùm tôi cái này. Làm gì? Quá bự. Sao được anh Châu, ngon anh Châu. Mấy ngày cho đi luôn hết à. Ủa mấy tiền cho đi luôn hết à. Ta lấy rồi. Em có lạnh chưa? Anh sao mất được. Ngon lắm đấy coi. Cơm đi. Được á. Đây mình ăn, mấy anh em mình ăn đơn giản lắm nha các bạn. Cái chặt anh Châu. Đây mình ăn cơm với lại chuột nấu mẻ với lại chuột chiên mắm nha các bạn. Đồ chua không à. Có gà đồ chua không hỏi rồi. Ở đâu? Nè, chỗ hàng hà nè. Chỗ này như mình nấu hơi bị mềm rồi nè. Tắt bếp đi, tắt bếp được. Vừa ngon hả? Rau à? Chiên gì giúp? Mềm à? Chiên cà phê hả? Mềm miếng ăn cơ. Xin nước có nè. Cái chỗ này rồi.